Long. Và để nối tiếp chương trình, thay đổi không khí của chương trình ngày hôm nay, thì xin mời quý vị hãy lắng nghe tiếng hát của em Trần Đặng Diễm Uyên với ca khúc You Raise Me Up. Xin mời em ạ. Để sau này có một thế hệ trẻ có một tương lai rực rỡ.
Và đến với ngày hôm nay thì Thái Linh cũng xin cũng là một ngày rất ý nghĩa, đó là ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Thì Thái Linh sẽ xin tặng các em thiếu nhi một ca khúc rất dễ thương của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, nhà phẩm mang tên Ơi Cuộc Sống Mến Thương. Thank you.
Của các em học ở Tết Sài Gòn. Và nếu quý khách nào có thời gian thì chúng ta hãy nén lại cùng với buổi chiều và cùng vui với chương Tết Sài Gòn. Xin trân trọng cảm ơn ạ.